niên rất góc cạnh. Hết chưa? Vẫn còn tí đấy. Gặm thật kỹ. Rồi. Đã hết. Trong vòng một nốt nhạc. Ok, thôi được rồi, chơi đi. Thế đủ rồi đấy. Đây là bom. Tên của anh khai sinh thì tên là gì chủ quên luôn rồi, bởi vì gọi anh tên là bom quá thường xuyên. Nói chung túm lại là anh là bom đẹp trai và bom đã hôm vừa rồi thi ở Sài Gòn thì bom cho bom ra sân thi lần đầu tiên thì bom đã thắng 4 con cuộc ghi nhập về Việt Nam. Bom là nhân giống bởi chạy chó cơ vi. Ok, bom chào mọi người. Hello. Cười tươi nào. Ok.